Xin chào cả nhà. Rồi hôm nay thì Hoàng đang có mặt tại quận 2, thì có anh trai anh tên Sơn thì có nhờ Hoàng qua quay bán mấy chiếc xe giùm cho dạ anh. Thì ở đây mình ở quận 2, địa chỉ chính xác mình là Sơn. Chỉ đây là 29. 29. Đường 99. Phường Mỹ Lợi. Thành Mỹ Lợi, quận 2 anh em. Đó thì địa chỉ thì cũng có trên số nhà nè. Đây là nhà của anh Sơn anh chị em. Anh Sơn cũng là dân chuyên chơi xe đủ dòng luôn, từ tay ga cho đến xe số nha. Đây có chiếc Acer 150, Virgo, AB Thái và SH Ý và chiếc Vespa Italy. Thì có nhờ Hoàng bán mấy chiếc xe này, thì Hoàng sẽ vô quay chi tiết cho anh chị mình xem ha. Thì như bên ngoài này chiếc Acer này đời 2017 không anh? 2017. Này biển số ở Sài Gòn luôn anh em. Số 59. Số 12 luôn á. Ừ. Ở biển số 59 này là B này là ở quận 2 không? À. Ở quận 2. Thì theo như Hoàng xem sơ qua thì xe này có dọn sơ sơ anh em, như là có sơn nắp nồi nè. Đó, sơn lốc nồi ha, với cặp bánh mâm. Thì nói chung là máy móc thì anh Sơn nó ghim hết không? Bao ghim hết. Bao ghim hết. Chưa có làm máy, chỉ tháo ra sơn thôi anh chị em. Đó, nói chung là sơn cho nó đẹp thôi. Dọn. Xe này đồ nó đầy đủ. Đồ đầy đủ hết. Rồi, xe này thì xe như Hoàng xem thì đi mới 23.000 cây nha. Đó, 23.000 km. Rồi, để Hoàng test tiếng máy thử ha. Máy nổ cũng chắc anh em. Máy nổ nghe chắc lắm. Màu này là thịnh hành, đang thịnh hành mod thời trang năm 2019 của mấy anh thanh niên. Đó. Như xe này mình bán giá nhiều hả anh Sơn? Xe này bán giá khoảng 31 triệu. À, 31 triệu mình có bao gút màu sơn mà. Không bao bao gút sơn. Không bao gút mà. À, như là cần gút hồ sơ là anh có thể hỗ trợ gút hồ sơ luôn được không? Được. À, như là thường thường mình thêm phí cả khoảng bao nhiêu? Bao thêm chắc khoảng 200-300 ngàn. À, anh em có nhu cầu muốn gút hồ sơ thì thêm khoảng 200-300 ngàn thôi, anh Sơn hỗ trợ gút hồ sơ ha. Tại tiền hồ sơ anh Sơn này nó cũng khá là rẻ, có 200-300 ngàn thôi. Còn anh em ở Sài Gòn thì mình để biển số này ký giấy mua bán cho anh em mình đi vô tư ha. Rồi cái phép luôn là có chiếc Virgo. Virgo này thì đời hai xe này chắc đời 2018 hả? 2018. Nó xài chìa khóa xì mất kia nè, là gọi là chìa khóa bếp ga. Xài chìa khóa bếp ga nha. Này là đời cao. Hả? Có remote luôn. Để Hoàng bật km lên sẽ đi được nhiều ha. Thì xe này thì đi mới hơn 6.000 cây anh em. Hả? Mới 6.300 mấy chục cây thôi. Xe thì bên thì đây là có chiếc SH. Như SH này có ý không anh? Ý. Đời này đời mấy ha? Đời 212. Cũng biển số thành phố luôn. Xe này đi mới hơn 9.000 mấy cây à. Quay km cho anh em xem luôn. Xe đời 212 mà có giờ đi cũng ít ha con. Xe ít đi. Xe nhà. Xe đậu không con. Như là mình phân biệt cái thắc ý với rất việc chỗ nào anh sao? Em mấy dòng máy thắc em cũng không gành, anh chỉ sơ qua cho em. Ý là số máy coi với số máy thôi nha. Quay số máy coi thử. Số máy là nó mới đời từ 2009 2010 á. 2009 á là nó 1100. Ừ. Với là 2010 là 103 04 trở lên. 2012 là từ 110 trở lên. Ừ. Đó, ở thấp Việt Nam á. Thấp Việt Nam là đóng mã số khác không? Rồi cái bếp đây cũng là chiếc này rồi. Này cũng của Ý không anh? Đời 2009. Đời 2009, đời 00. Đây là số máy nha. Nó phân biệt là đời là theo đóng cái số ở trên này phải không? Ừ, đó. Đời 00 là đời 2009, còn như chiếc bên kia là đời 2010. Thì chiếc nào cũng biển số Sài Gòn hết nha. Xe này thì đi nhiều hơn xe kia nè. Xe này hai mấy ngàn cây á. Nó đi 25.000.
Còn xe kia đi mới 9.000 mấy cây à. Nó dặn áo thì Hoàng xem thì khỏi chê ha. Bên ngoài nói chung là hai chiếc cũng màu trắng, còn khá là đẹp. Rồi còn chiếc này là của Vespa Beagle. Cái này của Italy hả? Cái này của hàng Việt Nam hả? Cái này đời mấy anh chưa? 2018. Là 2018. Rồi xe này đi mới 5.000 mấy cây anh em ạ. Xe đi ít. Xe dần áo thì khỏi chê luôn. Gắt. Màu đỏ nhám này thì đỏ nhám không? Rồi như cái chiếc này giá nhiêu anh? Chiếc này 68 triệu. 68 triệu. Xe này như có thắng ABS không? Có cái mặt ABS nè. Đó đó. Bên đây quay cái thắng ABS anh em xem luôn ha. Chiếc này có thắng ABS nha. Còn cái chiếc SH nãy chưa nói giá coi. Chiếc 209. Chiếc 209 này giá nhiêu anh? 130. 130 triệu là đời 209 của Ý. Còn đời 210. Con 12. Ở 12 chứ lộn. 240 triệu. 240. Cho một chiếc SH. Như cái xe này hồi đó là mới là giá nó bao nhiêu anh? Trước mới là nếu mà xe mà mới nhập trước đó cũng cỡ 200 mấy 200 mấy. À 200 mấy 200 mấy. Ý giờ nó à bây giờ là do là hàng Ý là nó không còn nhập ra xe nữa cho nên là giá thành xe cũ chắc cũng hơi cao, thì anh em cũng dân chơi xe thì cũng biết rồi ha. Chứ nhiều khi là nói xe mới có 200 mấy mà xe cũ giá đó thì không cần anh em bình luận thì bỏ qua dùm ha. Anh em nào đó đam mê chơi SH thì biết ha. Thôi thì xuống Hoàng tự giờ thì cũng hỏi giá các đời xe, tình trạng xe cho anh chị em mình tham khảo rồi. Thì anh chị em nào có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp với anh Sơn ha. Hoàng để số điện thoại của anh Sơn dưới phần mô tả anh em, dưới địa chỉ nhà luôn. Rồi thôi, cuối video thì Hoàng xin chúc còn để anh chị em mình luôn luôn dồi dào sức khỏe ha. Hẹn anh chị em mình ở video tiếp theo ha. Xin chào và hẹn gặp lại.